Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 tại khu vực tập kết pháo và khu vực khán đài, sân khấu chính. DIFF 2023 có 8 đội tham gia tranh tài, trong đó đội Việt Nam Phần Lan sẽ biểu diễn vào đêm khai mạc ngày 2 tháng 6. Pháo và các thiết bị chuẩn bị cho đêm khai mạc đã được vận chuyển về bãi bắn tại cảng sông Hàn và bàn giao cho các đội lắp đặt. Qua ngày báo cáo và kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận đánh giá cao về tiến độ làm việc của các đội, nhất là đội Đà Nẵng, cũng như việc đảm bảo an ninh an toàn của các lực lượng tại khu vực bãi bắn này. Diện tích sân khấu DIFF năm nay là 1.050 m², nằm ở vị trí bờ đông sông Hàn, khu công viên ven sông đường Trần Hưng Đạo. Tổng chiều dài sân khấu là 62 m, rộng 22 m. Khán đài năm nay có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi, 3 phân khu với 8 khu vực, tổng diện tích khoảng 9.500 m². Tình hình vé các đêm đã được bán hết. Hiện khu vực khán đài, khu vực cho đại biểu sân khấu chính đã cơ bản hoàn thành. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý đơn vị tổ chức, lực lượng quân sự, công an, địa phương về lối thoát hiểm, việc ứng phó xử lý sự cố bất ngờ xảy ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người xem. Kiểm tra khu vực xung quanh khán đài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách xem pháo hoa và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực này.